kia là thanh niên cầm máy bắn tốc độ. Thanh niên mặc áo kẻ màu trắng đen, đi xe màu đỏ này, biển số là 37A22348. Không có giấy tờ chứng minh là người làm trong cái tổ công tác hôm nay. Thế là anh chịu thôi, anh chịu nói với em thôi. Thích thì mất có 2 triệu rưỡi thì mẹ làm nó nổi tiếng luôn. Giờ các xe khác đi thoải mái rồi, bắn mẹ 190 đi. Phải không? Em ơi, bây giờ nó không được phạt đâu, em cứ cầm giấy tờ về bằng biên bản ấy rồi, chứ còn bây giờ chịu. Tưởng là phạt là có 2 cái mức, một lúc thứ tại chỗ, mức ra ngân hàng mà. Không, cái này không có bằng thì hơi cao. Dưới 150, trên 150 là phải nộp ngân hàng rồi. Bây giờ là coi như là ai cũng có thể cầm súng để bắn tốc độ được. Coi như là tổ công tác này 4 người và thiếu người cho nên phải thuê thêm người để coi như ở đấy để bắn. Rất đẹp trai. Anh đợi cho chị đi, cho đòi thì nó sai đấy. Không, tại vì không có giấy chứng minh, bây giờ phải chứng minh nữa. Tôi phải sửa lại nhé. Bây giờ đồng chí này mà có giấy tờ chứng minh rồi, hôm nay công tác ở cái tổ công tác này, giờ này, ngày này và địa điểm này thì tôi không biết ngay. Bây giờ phải đủ chứng minh thư nhân dân và cái thẻ ngành nữa. Thẻ ngành không quyết định cũng như là của tổ công tác hôm nay bao nhiêu người. Thôi đủ, tôi chấp nhận phạt mà, có gì đâu. Mệt nhỉ, xin không cho. Bạn có chứng minh thư nhân dân này, bạn gọi điện cho người ta mang đây. Thẻ ngành. Tại vì là hôm nay là chuyên đề kế hoạch hôm nay là bạn là được cầm súng bắn tốc độ. Rồi. Và cả cái giấy tờ của bạn được đào tạo nghiệp vụ bạn sử dụng cái súng này nữa cơ. Hiểu không? Chưa kiểm tra súng. Đấy. Súng kiểm tra sao? Súng thì nhìn thấy có tem rồi. Nhưng không sao, nhưng mà còn là cái chứng chỉ nghiệp vụ của đồng chí này nữa. Rồi. Chứng minh nhân dân là được. Chứng minh nhân dân mới hợp với thẻ ngành được chứ. Không ai Nghệ An mà làm sai nha. Rồi chúng tấm. Ơi. Em có lên sau em lên. Em đưa bằng lái xe lên, còn bằng lái chứ không? Nếu mà có bằng lái xe thì khoảng tầm mai em lên xử. Đã khi nào em lên xử thì em cần theo. Không được rút giấy tờ ra nha, tên tuổi nha. Có trực tiếp rồi, lên luật giao thông với mấy cái group có hết chứ. Đi đúng luật, phạm đúng lỗi. Thế thôi. Anh lấy xe đâu, ai kiểm tra thẻ. Đây cho tôi kiểm tra đi. Đây. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hùng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hùng coi như là đi làm không đem theo giấy tờ thẻ ngành và mặc là thường phục. Lúc nào hỏi đến giấy tờ của anh ấy thì anh mới về nhà lấy. Rồi. Coi như anh mới về nhà đi lấy. Có nghĩa là bây giờ anh được lấy. Rồi, có quyền kiểm tra. Đấy. Có quyền kiểm tra chứ anh. Có quyền trả thôi, không có quyền đâu, trong hiện giờ. Anh em vào đây. Em vào đây. Đây. Em chưa chụp mà. Đây. Không cho chụp. Anh chụp làm gì? Anh này, xin lỗi anh này. Tôi là người dân thôi. Anh là người dân gì? Tiếp thị sữa. Theo tôi như thế. Tôi được học, tôi học rõ ràng nha. Người dân được quyền giám sát. Anh ơi. Thì anh đang giám sát đây. Anh giám sát đi, bỏ ra đây. Anh không được chụp. Anh giám sát việc làm chứ không phải anh. Anh phải chụp. Được, về kiểm tra là khác giám sát anh nè. Theo thông tư số 01, 02, 03. Tôi được quay đồng chí. Số hiệu bao nhiêu? Đúng không? Đúng rồi. Thì tại sao tôi không được chụp là số hiệu lại bạn này bao nhiêu? À cái đó anh nghe chúng tôi nói này. Anh nghe chúng tôi nói này. Còn bản thân chúng tôi đang làm việc. Giấy tờ là giấy tờ. Bạn này là đã sai, thứ nhất là không mặc quân phục rồi. Không, đấy là bạn... Thế bây giờ tôi đi xe tôi không đem giấy tờ về, à không đem giấy tờ theo, không đem bằng theo, chị phạt phải không? Hay là chị cho tôi về lấy giấy tờ ra đây? Người dân đâu nhỉ? Anh nghe này. Đấy. Anh kia bảo không, chúng tôi không được phép kiểm tra việc kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ của chúng tôi. Đây có phải tài liệu đâu? Người vi phạm có quyền giám sát việc làm quá trình làm việc của công an cảnh sát giao thông. Đấy, anh có quyền giám sát.
nhưng anh không được phép kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ. Nghiệp vụ? Đúng rồi. Rồi ok. Thế đây là tài liệu, tài liệu của bản thân có gọi là nghiệp vụ không? Đấy, cái này. Từ từ từ, bạn giải thích, anh giải thích rõ ràng cho em này. Đúng rồi, để cô này nói. Đây, bạn giải thích rõ ràng đi. Anh này. Từ từ nhá. Rồi, anh quay rõ ràng cho em nhá. Rồi, quay rồi. Tài liệu nghiệp vụ là bạn được đào tạo này, của trường này, của cấp cao hơn để điều bạn xuống đây này, gọi là tài liệu nghiệp vụ. Tôi không dám. Thực tế là bọn tôi không dám. Nhưng mà gọi là đây là chứng minh của bạn ấy, có phải là bạn ấy không thì có được không? Bạn nói rõ ràng đi. Được rồi, anh để tôi nói nhá. Anh nói xong lương, để lương Phương Thảo. Bạn nói rõ ràng đi. 22741. Vâng. 711. Anh vừa nói xong để lượt tôi nói. Rồi bạn nói đi. Được rồi. Anh được quyền giám sát công việc của chúng tôi. Công việc là, nhưng mà có được quyền giám sát. Bây giờ thế này, anh nói tôi không bao giờ ăn cách ngang lời anh gì cả, anh nói thoải mái. Vâng. Bây giờ anh nói tôi không bao giờ tôi cắt lời anh cả. Tôi đồng ý tôn trọng anh đang hoang. Bây giờ anh yêu cầu tôi trả lời câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho anh. Được chưa? Rồi. Thứ nhất, các tài liệu và các cái công cụ để chúng tôi đi làm thì chúng tôi đã có. Ông thằng béo nào ông quay đây. Đây đây. Đứng đang quay đây rồi. Đứng yên đây. Đấy. Nếu anh tiếp tục cắt lời tôi thì tôi không được, tôi không cần thiết để phải trả lời anh nữa, được chưa? Nhá, tôi trả lời anh vài lần cuối cùng, nếu anh nghe hoặc mẹ, cắt thằng lời tôi, sữa tôi đấy. Nói chuyện thì tôi sẽ không trả lời đánh nữa, mẹ. Được chưa? Thế nhá, thì bây giờ thế này, các tài liệu với các thủ nhật ký và lịch tuần tra đó là các tài liệu nghiệp vụ của công an nhá. Thì khái niệm tài liệu nghiệp vụ là gì? Cái đó về bên chuyên ngành của tôi thì chúng tôi không trả lời với anh. Và anh có quyền theo thông tư số 01, anh nghe nhá, theo thông tư số 01 của Bộ Công an thì anh chỉ được người vi phạm hoặc người dân chỉ được có quyền giám sát công việc của lực lượng cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Cụ thể chúng tôi là lực lượng cảnh sát giao thông, được chưa? Con không được quyền kiểm tra bất cứ, anh nghe này, không được quyền kiểm tra bất cứ các tài liệu nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ của chúng tôi đấy, vì anh người vi phạm không có chức năng như vậy, được chưa? Không có quyền hành như vậy, được chưa? Anh có yêu cầu kiểm tra gì? Anh nhắc lời em tí nhá. Dạ, anh cứ nói nhá. Người vi phạm ấy, để nguyên anh nói. Mày để đấy. Cái người vi phạm ấy là các anh tài xế, chúng tôi là người dân thôi. Dạ. Cậu này cậu xuống đúng chưa? Cậu không phải là người vi phạm. Dạ. Là trên cái xe vi phạm thôi. Rồi, đúng chưa? Còn nếu mà anh này ấy, mặc bộ, xin lỗi anh tí chạm vào anh nhá. Anh này mà mặc bộ công an thì chúng tôi không được kiểm tra giấy tờ của anh cả. Chuyện đương nhiên là tôi yêu cầu cái này là rất là chính đáng. Anh em mình rồi thì anh em cũng hiểu chưa? Cái gì mọi người cũng hiểu thì đấy thì chúng tôi rất là yêu cầu rất là chính đáng. Ông này ông nghỉ trực thì sao? Các anh gọi thêm ra đây làm thì sao? Không nói thế. Cái đấy là chứng minh rồi. Còn quyết định đấy mà, còn chưa hỏi quyết định mà chưa đâu. Chưa là giấy tờ. Lỗi ai là chưa hỏi quyết định hôm nay. Chỉ cần là bây giờ nhá, bạn về bạn bảo này này, khi mà kể là bây giờ bạn không có thời gian tôi đi là đến bạn tôi đi xe em được, là bạn chỉ cần chứng vào đó, đây cái biên bản đang có sẵn, nên là hôm nay ngày sáng nay tôi ký là ngày mai tôi làm ở đây, tôi được quyền bắn cùng đội này bắn hộ xong. Các bọn tôi được phạt đi về. À, đúng rồi. Bây giờ anh hỏi vì sao đồng chí kia đi không mặc đồng phục đúng không ạ? Không, cái đấy chứng minh xong rồi. Là đồng chí đấy có được thẻ rồi. Anh chỉ chứng minh, mình chỉ muốn là hỏi bạn ấy là bây giờ được làm việc trong cái tổ công tác hôm nay hay không. Sáng nhá. Đúng. Đấy. Phân công đội của bạn đúng chưa? Cái về việc lịch phân công đúng không ạ? Đúng rồi, đấy. Và cái gì? Cái đó chúng tôi đã nói rồi, thuộc về tài liệu nghiệp vụ khi có bộ phận chức năng đến kiểm tra, anh kiểm tra có quyền cấp đến tôi hay các cái lực lượng. Có nghĩa là chuyên đề kế hoạch hôm nay của ông này là không phải được kiểm tra. Chuyên đề hôm nay là nghĩa là người dân. Ông chuyên đề hôm nay là bọn tôi không biết gì. Tôi thì tôi sẽ không. Không, đâu anh không hề ngắt nhá. Em nói anh hiểu rồi. Ý của em là bây giờ này là bọn anh cứ nộp phạt đi. Còn có thắc mắc gì? Là lần sau sẽ bị bọn anh không có quyền đúng không? Viết một cái đơn sau thì lúc đấy cơ quan chức năng có quyền đến bọn em mới đưa cái ra cái giấy tờ đấy. Đúng rồi. Đúng chưa? Vâng. Thế thôi, biết được thôi. Dạ, vâng, đúng như vậy. Anh nói đúng như thế. Còn bây giờ anh không được phép kiểm tra, không được quyền nhá, không được quyền kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ chúng tôi đang thực hiện công việc ở rồi, đây. Okay. Đúng rồi. Thế thôi ạ. Trong tài liệu nghiệp vụ đấy. Từ từ, tôi xin ngắt lời bạn đồng chí tí. Dạ, được rồi, anh nói đi ạ. Trong tài liệu nghiệp vụ đấy là đồng chí này là đồng chí công an mặt à? Thì đó chúng tôi không có quyền cả lời. Bạn trả lời tôi thôi. Nếu đồng chí này công an vật thì tôi thề bạn là tôi
chấp nhận là tôi đi luôn chứ không có nói gì hết. Chúng tôi không có khái niệm cái gì gọi là công an mật hay. Bởi vì là nghiệp vụ của công an là bọn tôi không được kiểm tra. Bởi vì là nghiệp vụ công an, bọn tôi đâu được kiểm tra đâu? Không có. Bây giờ nhưng mà giấy tờ tùy thân thì bọn tôi kiểm tra chứ. Anh nói là chỉ làm việc với tay xe thôi. Thì cũng phải. Quên kiểm. Bây giờ chẳng hạn gì bọn tôi chỉ làm việc công vụ, công cụ hỗ trợ tôi chưa nói đến. Chưa chưa nói đến cái công cụ hỗ trợ. Chị này là bảo là công cụ hỗ trợ không được kiểm tra. Công cụ hỗ trợ chưa được kiểm tra, tôi xem tem bây giờ. Bây giờ và tôi chưa xem ngang tí. Bây giờ mà cứ cãi nhau thế này. Không cãi nhau mà, cần sao cãi nhau tôi. Bạn là chính quyền mà tôi là dân đen làm sao cãi nhau được. Bây giờ cứ tranh luận với nhau như thế này. Anh có gì không hiểu thì hiểu hết mà, tại vì anh cũng thật sự là dạ, anh ghét cái ngành của anh phải ra ngành đấy, anh cũng là công an không? Rồi không có vấn đề gì đâu, mọi người không hiểu anh cảm thấy trả lời trước đây anh cũng là công an đâu, anh có thể tin đấy. Hiểu từ từ nó không giờ đây họ biết là lỗi lúc này nó không phải là cái lỗi cái họ biết nó họ thì họ phải nhận trách nhiệm với đó thôi, và đây có nhà luật thôi bây giờ nữa. Không có vấn đề gì cả. Đúng là thế này thì nói này đấy là nói chung là cửa lò là cách đây thị xã thì em nói này thì thị xã đấy thành lập là 27 năm nó chưa bao giờ có bản tốc độ nào và đội tốc độ nào là khoan biết rồi tốc độ có gì đó có phi phạm nhưng mà dư cái đất du lịch cửa lò thì dư bây giờ đây em là người không có làm sao tai nạn giao thông ở Nghi Hoa này là em cũng là thực tế là dư bây giờ chứng kiến là cái cảnh của cái cảnh là đội của bên giao thông của thị xã cửa lò bây giờ là có ra cái ông thẳng này đây là ông nào thì em biết thì bây giờ ông nào là bên cửa lò là bên giao thông là chỉ đạo về vấn đề là thì văn bản này là cho hàng ngày lên bản tốc độ của các cái khu du lịch của cửa lò ai như kiểu là ai đi qua đi lại đây là sẽ bản tốc độ là vượt quá tốc độ thì bây giờ là em cùng xin đồng chí Táng với lại bác Thảo với là đồng chí thẳng đấy là cho các em cái văn bản là cái chỉ thị của thị xã cửa lò đó là cái văn bản mà đi đó cái đấy có không em không để em cho xin không cái đấy khác hẳn hoàn toàn ý khác thứ hai là cho em xin được cái lỗi đây rồi lỗi thứ ba nữa là lỗi là đây gì là tên gì để em biết đặc mái đấy là rõ ràng tôi nhưng mà em không được phép em bạn đấy bạn không em không được phép vì bạn này bảo là đấy là giấy tờ của nghiệp vụ yêu cầu xem cho họ thôi thôi cứ xem một cái không có vấn đề gì nắm trong đùi giao thông hay là đây bạn vào đây biết không được bỏ mà anh không được chụp ảnh đâu tôi sẽ trả lời thay đồng chí đó để cho xem để giảm xung đột đấy bạn vào để cho thoải mái chứ chắc anh nữa chứ không có vấn đề gì cả đâu không nếu mà anh là tôi nói rất bức xúc vì sao đấy là được chưa từ bình tĩnh về anh có chụp ảnh không quay phim đấy nói đi anh quay đâu quay thoải mái đấy. Anh gặp cái máy lại anh bỏ đây anh có quyền quay em không có vấn đề gì đâu không có vì đấy này không phải công tác nghiệp vụ nữa liên quan gì đến cái này có liên quan gì đến tài liệu của nghiệp vụ của anh xem đi không có vấn đề gì thì tôi sẽ giải thích cho anh đấy xuống đảo bên nó được chưa nó tất cả vui vẻ chưa chúng tôi chỉ muốn cho nó thôi cho xong cho các anh này chứ được chưa? Rồi. Được chưa anh? Còn tôi làm không sai đâu, có kế hoạch của lãnh đạo tôi làm. Tại sao không cho xem kế hoạch chuyên đề của tên ông này trong này? Tôi đang giải thích với anh như này thôi chứ có phải là tất nhiên rồi, có nhiều cái lắm. Đang tranh cãi cái vụ đấy. Em nói với anh rất nhiều trường hợp cùng ở nhiều tỉnh khác. Đừng có để xảy ra những cái xung đột ngay đây. Nhiều cái thế này, đất du lịch của thị xã cửa lò mà bây giờ mà bắt tốc độ. Anh thì ai dám vô đất cửa lò đấy mà để mà cái chuyện mà để mà vô đấy mà thu nhà kinh tiền để mà làm được. Đặc biệt vì sao tốc độ là bắn với những một đường cao tốc hoặc là bắn với những cái đường nào cái nồi, còn cái... anh xem anh nên nói thì đã hợp lý cho anh không phải hợp lý anh không phải tại vì vào cái chỗ đấy là có cái bảng hạn chế tốc độ rất là xa mà mình đi qua rất là nhiều ngã ba ngã tư bây giờ thì vào đường khác thì làm sao mà có cái không có cái bảng nhắc lại các thứ không phải cùng nói bảo vào với anh rồi cái biển nhắc lại cũng đang tranh cãi chứ không phải anh đâu vâng rồi có rất nhiều vụ kiện về cái biển nhắc lại rồi phụ lục quy chuẩn 41 có rồi đấy anh về anh nói đây là đường cung cấp đấy mục đê mới là mục phụ lục đấy giữa cái biển R420 vào khu đông dân cư và cái R421 hết báo hiệu hết khu vực đông dân cư anh về đọc lại chụp khoảng một tí thì đọc lại thì nữa mở ra cho thôi được rồi anh không để anh nói mở có mang nữa không cần mở để search trên Google được mà để cho anh nói như thế chúng tôi biết là anh nắm rõ luật rất kỳ đấy. Thôi được chưa? Xem. Rồi ok, xong rồi nha. Dạ, được rồi, vui vẻ nè. Được chưa? Được.
Dạ. Tôi nói đấy nói chứ mà rất hoan nghênh là từ chưa hết. Vì đồng chí này đang nói đến cái việc giám sát là không được quyền là liên quan đến giấy tờ là không được được hỏi các đồng chí. Đúng không? Bây giờ tôi hỏi thông tư có không? Thông tư có được giám sát không? Thông tư ngày hôm nay đồng chí được cả đội này đều đây là liệu đồng này chí này có sao không? Thông tư ngày hôm nay không phải anh ạ. Đây là quyết định. À quyết định. Quên nhầm. Quyết định quyền đề cái chuyên đề kế hoạch hôm nay. Chuyên đề gồm bao nhiêu đồng chí? Hôm nay có bao nhiêu đồng chí? Bây giờ này tôi không chỉ nói bây giờ này. Tôi chỉ xem lúc đấy xem là tôi sẽ cất hết điện thoại đi. Bây giờ cứ xem cứ các anh làm như thế này thì chúng tôi bây giờ nếu như các anh thật tâm muốn xem thì mời các anh về công an thị xã Cà Lo luôn. Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ kế hoạch chuyên đề lịch tuần tra cho các anh xem. Thì đề xuất lãnh đạo thì chúng tôi mới cho anh nhà anh xem. Đó, về đó tôi sẽ báo cáo và trực tiếp cho các anh xem. Không có vấn đề gì cả. Đúng rồi, không có lãnh đạo. Anh cứ về đó. Không có những cái khó khăn gì cho nhà anh nữa. Chúng tôi có đầy đủ trong cặp chứ không phải đâu. Biên bản thì vi phạm trong nào cũng lập rồi nữa. Còn không, biên bản đây rồi, biên bản đây rồi. Biên bản này, bây tôi đã chấp nhận là biên bản này rồi thì tôi không nói gì nữa. Rồi, tôi biên bản này đây rồi. Thế đó tôi mời các anh vì thật sự mà nói anh không phải là người lái xe nhưng mà ở đây anh người khách ngồi đấy. Không, em là dân thường, dân đen. Đó, thì tôi nói à, kiểm tra linh tinh thôi, chứ có cái gì đâu. Thì khách ngồi đến xe một xe thì nữa thôi. Chúng tôi đã báo cáo đề xuất cho xem toàn bộ cái kế hoạch trên đây. Nếu anh nếu rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Đi hai người thôi, ba người thôi. Về đấy thôi. Còn bác cứ ngồi đây thôi, ở đây thôi. Ông Minh phải thẳng. Không, đâu, đây, 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 đ